Hey, chào các bạn, mình là Nguyễn Hồng Phúc từ fpforso.com. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cho cách chuyển một cái hình tĩnh thành hình động, người ta hay gọi là cinemagraph. Rồi, ở đây thì cái trong Photoshop thì nó sẽ làm hơi phiền và cũng gọi là nó chiếm dụng cái không gian, cái cấu hình máy của các bạn khá là nhiều, thành ra là mình sẽ sử dụng cái công cụ online cũng free thôi. Tất nhiên là có một số cái gọi là khiếm khuyết mà thôi xài được. Thì đây đó là cái trang Flotagraph ha. Các bạn có thể dẫn cái link ngay phía dưới phần comment của mình hoặc là dưới phần description. Rồi, sau khi vào cái trang Flotagraph, mẹ cái này đọc sao nhỉ? Flotagraph rồi. Các bạn có thể vào để chọn là sign in hoặc là các bạn chọn là đại khái là lập cái nick mới á. Thì chỉ đơn giản là sử dụng cái Gmail của các bạn thôi, và các bạn sẽ vào trong Gmail để xác nhận verify member, sau đó các bạn quay trở lại các bạn đăng nhập. Sau khi bạn đăng nhập xong rồi, các bạn vào phía bên tay trái trên cùng bên trái này, các bạn sẽ thấy có cái là Flotagraph software, thì các bạn click vô. Sau đó nó sẽ trang cái trang nó sẽ qua cái trang app Flotagraph. Thì ở đây các bạn làm đơn giản, chúng ta sẽ tạo ra một cái create theo một cái project mới. Các bạn sẽ đưa chuột ngay phía dưới có cái dấu cộng này, các bạn click vào Flotagraph. Đây các bạn sẽ chọn cái file mà các bạn muốn tạo ha. Thì đây thường là làm mấy cái này thì để cho nó ấn tượng thì các bạn sẽ chọn cái file mà nó có khói hay là mây. Ở đây mình sẽ sử dụng cái stock mây này ha. Rồi mình sẽ đặt tên cái project này, ví dụ như là mình sẽ đặt tên là đại linh tinh vậy thôi. Rồi các bạn chọn create. Rồi sau khi xong thì sẽ chờ một lúc. Thì cái này chủ yếu là sử dụng cái đường truyền mạng của các bạn thôi. Tùy cái đường truyền mạng nó chậm hay nhanh thì nó chậm nhanh thôi, chứ cái này nó không có chiếm dụng bộ nhớ của các bạn nhiều. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có cái giao diện cơ bản ở đây ha. Ở đây để sử dụng được tất cả cái công cụ này, các bạn sẽ phải up lên Pro. Click dưới up lên Pro thì một tháng thuộc dạng là gói cơ bản Pro được một tháng là 20 đô. Thì đây nó hơi mắc cho người Việt Nam, thành ra là chúng ta chỉ sử dụng cơ bản thôi. Đây các bạn sẽ click vào cái công cụ là Animation Point này. Thì ở dưới nó sẽ có hai cái, các bạn sẽ thấy nó là Animation Point và Stabilizer Point, tức là một ở trên cái điểm Animation Point này là chúng ta sẽ tạo ra những cái điểm mà nó chuyển động. Còn Stabilizer thì nó sẽ là những cái điểm mà nó gọi là nó cân bằng, nó không có bị không bị chuyển động ha. Thì đây đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một cái gọi là những cái điểm mà chúng ta sẽ làm cho nó di chuyển. Công việc chúng ta chỉ đơn giản click một cái cho nó kéo ra. Đó, thì đây click cái đầu là để tạo ra điểm, còn click cái thứ hai là để tạo cho nó cái hướng để nó chạy. Thì đây các bạn để ý cái đường mây của chúng ta hay là cái đường khói của các bạn làm sao để cho nó ok ha. Giờ đây mình cảm thấy này nó không ổn thì mình sẽ chọn delete point, mình sẽ click bỏ này đi. Đây. Rồi lại cộng animation point. Ở đây mình sẽ cho nó xoáy theo cái hướng này chẳng hạn thế. Đó, cho nó xoáy kiểu như thế này. Đó, tùy ở đây các bạn sẽ làm ra làm sao đó cho nó gọi là nó theo được một cái hướng gì đó thì nó hay hơn ha. Chứ còn chúng ta làm cho nó kiểu nó lộn xộn đi thì nó cũng nó kiểu nó bị nói sao nhỉ? Nó bị loạn á. Nó không có được đẹp. Thì đây nó sẽ tạo ra một cái dòng. Tương tự với khói thì có thể các bạn sẽ cho nó bốc lên hoặc là cho nó xoáy xung quanh mẫu đại khái thế. Ở trong cái trang này nó sẽ có rất là cái nhiều cái mẫu người ta đã làm sẵn, thì các bạn để coi có thể tạo ra được cái cảm hứng cho bản thân mình ha. Rồi đây thì mình sẽ tạo làm cơ bản như thế này thôi. Ở đây tiếp tục chúng ta sẽ chọn cái điểm mà Stabilizer. Thì đây tức là chúng ta sẽ chọn cái điểm mà nó sẽ không có bị di chuyển. Ví dụ như ở đây có những cái tòa nhà này có thể sợ là nó sẽ bị di chuyển theo. Thì mình sẽ click vào để mình cố định những cái điểm này ha, để đảm bảo cái dòng của những cái này nó không có bị chạm vô, nó không có làm cho cái tòa nhà chúng ta nó méo xẹo lên. Đây mình sẽ cứ đơn giản là click theo cái đường này thôi, click nhanh theo cái đường này thôi. Rồi, đại khái thế. Có thể đây các bạn sẽ cho nước chảy nữa chẳng hạn vậy. Animation chảy. Đấy, nước thì mình sẽ cho nó theo một cái hướng như thế này thôi. Rồi, sau khi xong rồi các bạn có thể bấm nút play ở ngay phía dưới cùng, ở giữa này thì nó sẽ bắt đầu nó chạy cái dòng cho chúng ta ha. Thì các bạn thể ý ở đây thì nó sẽ có cái hiệu ứng, nó giống như kiểu là nó có hiệu ứng lặp lại đó, các bạn thể thấy. Ôi, ở đây nó ở dưới nó dính luôn, thì có thể là kể cả cái này cũng dính. Thì ở đây mình sẽ phải
stabilizer nguyên cái đấm này lại để đảm bảo nguyên cái đám này nó sẽ không có bị di chuyển theo. Mình sẽ bảo vệ toàn bộ cái tòa nhà này ha. Đó, mình cứ đơn giản là click đi hết những cái đường ở ở những cái điểm chỗ tòa nhà này, mình sẽ không để cho nó bị di chuyển. Tương tự ở dưới này mình cũng tạo rất là nhiều điểm, thành ra là mình cũng sẽ bảo vệ phần phía dưới này luôn. Rồi, giờ chúng ta sẽ bấm nút play thử để coi nó còn bị di chuyển như vậy không. Rồi, các bạn thể thấy ở đây là khá là ổn này ha. Những cái tòa nhà nó không có bị di chuyển nữa, và cái mây của chúng ta nó theo một cái hướng rất là đẹp như thế này. Có thể phần dưới này mình tạo ra cái hướng, cái dòng di chuyển của cái đường nước nó hơi quá tay, nhưng mà thôi kệ, nó là mẫu thôi ha. Rồi thì sau khi các bạn làm xong ha, thì các bạn sẽ vào cái phần export này, các bạn chọn là Plotagraph Export. Đó, sau đó chờ một chút xíu để khi nào nó hiện ra thành ba cái nút á, thì các bạn click vào cái nút ở giữa chọn là My Exports. Sau đó các bạn kéo xuống ha, thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có cái project mà các bạn mới tạo như thế này, mình tạo hồi nãy. Thì đây chúng ta có thể bấm nút download và bắt đầu nó sẽ tiến hành nó download cho các bạn ha. Rồi, sau khi download xong các bạn có thể click lên, các bạn sẽ thấy có cái file của ông ta khá là đẹp. Ở đây thì nó sẽ có cái, bởi vì đây là bản free, thành ra nó sẽ có cái logo ngay phía dưới này. Thì nếu như các bạn muốn, các bạn có thể bỏ vào trong Photoshop á, và các bạn sẽ đổi nó qua thành file GIF á, và các bạn có thể chỉnh lại ở phần phía dưới này. Làm sao đó chứ có thể là mất logo chẳng hạn hết, đây mình không chỉ rõ các bạn ha. Các bạn có thể coi lại cái tút cách tạo ảnh động ở trong Photoshop á, và các bạn sẽ chỉnh sửa cái file ha. Rồi, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào tutorial sau. Nhớ like, subscribe và đừng quên chia sẻ này cho bạn bè nhé. Bye bye.